Trước tiên á thì chúng ta sẽ thấy cái file nó có tên là final á. Thì cái file final này là cái file đề kết thúc chúng ta cần phải hoàn thành. Nó có chữ final này nè. Và cái file begin là cái file xuất phát. Đó. Thì trước tiên thì chúng ta cần phải new một cái trang mới với cái kích thước của nó là nó bằng với là cái file đang có. À. Thì file new một trang mới. Thì cái phiên bản của thầy á là khi mà thầy file new là nó ra cái này nè, và thầy có thể chọn trực tiếp luôn cái file final tại cái mục là document type á, thầy chọn là final, thầy nhấn ok một cái á, là chắc chắn cái file mới á, nó sẽ bằng với cái thước file cũ luôn ha. Nhưng mà sẽ có một số máy nó sẽ không có cái tính năng này file Lại new lại thầy. ha. À, thầy nói lại nè, file new một trang mới thì có một số máy á, nó sẽ có cái tính năng là document type á, mình sổ ra mình sẽ chọn cái tên file mà mình đang mở, thì cái file final 03 này là trùng tên với là cái đề bên đây đúng không? Đó, mình chỉ cần nhấn ok một cái á, là lập tức mình có một cái file mới bằng với cái thước file đang có luôn. À. Nhưng mà không phải máy này cũng có. Không phải máy này cũng có. Cho nên phương án thứ hai đó là chúng ta làm image size. Chúng ta kiểm tra cái kích thước của file đang có bao nhiêu. Chúng ta kiểm tra cái kích thước của file đang có bao nhiêu đã. Thì ở đây thầy nói lại nè. Image size. Rồi như vậy chúng ta chuyển sang đơn vị là bằng cm. Cm thì nó tầm là tầm 22 7.72 chiều rộng. Chiều cao là 21.17 và độ phân giải là bằng 72. Thì chúng ta làm chẵn đi 20 22 vuông 22 đi. 22 22 và 72. Đó nha. Nhưng mà chúng ta sẽ nhớ con số này là 22 22 và 72. Chúng ta nhớ cái con số này. Chúng ta nhớ con số này. Thì khi đó chúng ta sẽ việc là file new một trang mới và chúng ta chọn đơn vị là bằng cm. Và chúng ta nhập số vô là 22 22 và 72. Nhấn ok là nó cũng new chúng ta một file mới bằng với cái file đang có. Nha. Nhưng mà cách nào cũng được, miễn sao là chúng ta new một file mới bằng với kích thước của file mà mình mong muốn. Đó. Rồi tới đây lúc mình nắm được chưa? À, ok ha. Rồi, sau đó mình ghép qua nè, thì theo trình tự thấy gì ghép qua đó. Ví dụ trước tiên chúng ta sẽ ghép cái nền hoa và cô gái thì đây có sẵn rồi này, chúng ta chỉ ghép qua thôi. Chúng ta dùng công cụ hình chữ nhật chúng ta vẽ, chúng ta quét quét chọn từ đầu đó xuống đầu này. Rồi quét xong rồi chúng ta copy là Ctrl C là copy qua bên đây, Ctrl V là dán vô. Sau khi dán vô rồi nhấn chữ V để thoát lệnh, tức là chuyển sang công cụ mô á, mô chúng ta mới ráp nó vô đây cho nó khớp nha. Sau nó chưa đủ thì chúng ta Ctrl T rồi kéo cái điểm này cho nó dài ra. Nếu mà theo nguyên tắc á, tới đây là đủ rồi nhưng mà nó còn thiếu nữa thì chúng ta tăng thêm nó, kéo lớn lên nữa cho nó full luôn. Đó. Thì khi đó chúng ta sẽ có một cái hình như thế này. Có thể dịch chuyển qua lại cho nó phù hợp. Đó. Khi đó là thầy sẽ có được một cái hình như vậy. Đó. Đó, chúng ta copy từ cái đề này qua nè. Rồi, sau đó chúng ta sẽ mang cái con hổ qua. Mang con hổ qua thì cũng đơn giản thôi. Ở đây chúng ta dùng công cụ hình chữ nhật. Hình chữ nhật chúng ta quét quét cái khu vực chúng ta cần lấy. Cái khu vực chúng ta cần lấy quét con hổ này. Sau đó dùng công cụ Magic Wand. Công cụ Magic Wand tính năng là trừ nha. Trừ chúng ta bấm vào màu trắng là trừ. Như vậy cái hình này con hổ này nhá, chúng ta bọc sẵn rồi, bây giờ mình trừ màu trắng thì nó ra đây, cái phần còn lại là con hổ thôi. Trừ màu trắng nó ra con hổ nha. Rồi Ctrl C qua đây, Ctrl V dán qua đây. Rồi nhớ là những chữ V thoát lệnh, chúng ta di chuyển con hổ này đặt bên cạnh chân của cô gái là được. À, rồi. Rồi, kế tiếp chúng ta mới mang mấy con bướm qua. Rồi, thì con bướm qua thì chúng ta dùng phương án như cũ thôi, chúng ta dùng hình chữ nhật, chúng ta quét cái khu vực này. Quét khu vực này, sau đó chúng ta dùng công cụ Magic Wand. Đó, chúng ta trừ trừ màu trắng để ra con bướm. À, trừ đang đang bướm.
Nhưng mà ở đây nó có hai sợi râu nè, sợi râu con bướm á, mà chúng ta không 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 chọn nó, mình chúng ta không không chọn nó thì cũng không được, mà chọn thì rất là hơi hơi khó, tại vì nó nhỏ quá, nó nhỏ quá cho nên là cái vùng chọn nó không có giữ được, nó bị mất đi. Thì giờ mất đi rồi, chúng ta phải cộng thêm bổ sung vô cho nó đầy đủ. Chúng ta dùng công cụ này, nó có tên là Polygonal Lasso Tool, là công cụ chọn theo đường thẳng. Chúng ta cứ là cộng thêm, tức là nó đang có rồi mình cộng thêm, nó đang có rồi mình cộng thêm, dùng công cụ này mình cộng thêm nè, mình kích từ bên trong mình kích ra, xong rồi mình kích một cái chỗ nhỏ thôi, mình đi ra là nhỏ thôi đó, chiều dài là xong rồi, bây giờ chiều rộng ngắn thôi, ngắn thôi, rồi mình quay về điểm xuất phát đó, thì nó sẽ chọn thêm một miếng đó, nó tượng trưng cho cái râu của con bướm đó. Đó, nhưng mà chọn thêm như vậy. Rồi sau đó là cường độ C và đây cường độ V dán vào đây. Thì ra thầy chọn nhỏ lắm rồi đó, nhưng mà cái cảm giác như là nó vẫn như hai cây kiếm. Ok, không sao, hiểu không? Chúng ta làm chọn nhỏ nhỏ thôi. Rồi chúng ta bố trí để dưới đây một con. Sau đó copy. Copy thì nhấn phím Alt kéo nha, nhấn phím Alt kéo này ra nè, copy thêm một con nữa. Copy một con nữa. Và copy một con nữa. Đó, mình copy ra. Sau đó mình mới chọn từng con, mình Ctrl T nó mình xoay đi. Xoay đi, cái nào lớn quá thì mình cho thu nhỏ lại. Đó, mình bố trí lên đây. Rồi, bên này cũng vậy, Ctrl T xoay qua đây thu nhỏ lại. Đó, kích thước lớn nhỏ. Con này Ctrl T xoay đi. Phóng to lên xíu tùy ha, tùy vị trí và tùy nơi. Chúng ta sẽ có một hình phù hợp. Rồi. Tới đây như vậy cơ bản là chúng ta đã ghép xong cái nền hoa, con hổ và con bướm. Rồi. Vấn đề kế tiếp nữa là con hổ này nè, nó sẽ có một cái bóng. Bóng con hổ nó đổ rạc vô cái nền cỏ là chỗ này nè. Có cái bóng nè. À, thì bên này không có. Đây không có. Bây giờ chúng ta làm cho nó có bóng nè. Thì cái bóng con hổ này á, chúng ta phải giữ cái nét đặc trưng của nó là nó có hai cái tai. Cho nên là bên này nè, nó cũng có cái bóng màu đen nhưng mà nó vẫn có hai cái tai nè. Đó. Cho nên hôm nay chúng ta làm tương tự như vậy. Bây giờ trước tiên thì thầy sẽ nhân bản cái laser này lên đã. Thầy sẽ nhân bản cái con hổ rồi nè, thì chính là laser 2 nè, con hổ nè nha. Đó. Ctrl Z là nhân bản lên đúng không? Ctrl Z là nhân bản thêm một con nữa. Đó. Nói tóm lại là con này đấy. Đó, con này nè. Rồi, sau đó thì thầy sẽ tô cái màu đen lên trên cái laser 2 này, thì đặt tên đi. Cái này là hổ. Rồi cái này nè, đặt tên là bóng hổ cho nó phân biệt, khỏi lẫn lộn ha. Cái bóng hổ này thầy sẽ tô cho nó màu đen. Như vậy, theo nguyên tắc muốn tô trên laser nào á, chúng ta phải có cái vùng chọn trên laser đó. Cho nên thầy sẽ nhấn phím Ctrl. Nhấn phím Ctrl rồi nhấp vô cái laser này nè, thì nó sẽ xuất hiện lại cái vùng chọn của nó. Xuất hiện lại cái vùng chọn của nó nha, thầy làm lại nè. Nhấn Ctrl click vô cái biểu tượng laser của nó đó, nhấp vào đây nè. Đó thì nó sẽ có cái vùng chọn. Thì giờ muốn tô màu đen thì chúng ta nhấn phím là Alt Delete sau nó Ctrl D thì chọn đi. Đó. Như vậy cái bóng con hổ là thầy nhân bản lên ha, sau đó thầy mới có vùng chọn, nó là thầy tô nó màu đen. Thì nó là bóng hổ. Thì do nó đang ở trên laser hổ cho nên nó che luôn. Bây giờ chúng ta kéo laser bóng hổ xuống dưới laser hổ là xong. Kéo xuống dưới laser hổ là xong. Là thứ nhất. Cái bóng hổ này thì nhấn Ctrl T. Sau đó chuột phải chọn là distort đó. Distort là biến dạng á, như hồi nãy thầy làm á. Thầy mới kéo mấy cái nốt này nè. Có thấy không? Đó. Thì kéo mấy cái nốt này ra, chúng ta thấy là con hổ, cái bóng hổ nó đang đen xuất hiện không? Và nó vẫn giữ hai cái tay nhọn nhọn của nó đó nha. Đó, người ta mới di chuyển đến đây, nó sắp xếp bố trí lại cho nó có cảm giác như là nó có cái bóng ở đây đó. Đó, đây rồi enter cái bóng hổ chưa nha. Nhưng mà bóng hổ nó đâu có đậm đặc như vậy mà nó mờ mờ thôi đó, cho nên chúng ta làm cái thao tác như sau. Trước tiên là chúng ta làm, thầy sẽ làm cho cái biên của con hổ này nó bớt sắc nét, tức là cho nó nhòe cái biên á. Đó, thì để làm được điều đó thì chúng ta vô filter chọn blur, chọn cái công cụ là Gaussian blur. Filter blur, Gaussian blur, tác dụng của nó là làm mờ, làm nhòe cái biên. Đó,
chúng ta chọn cái công cụ này. Khi mà thầy làm á, ý chính á, thì các bạn có thể lấy giấy á, mình sẽ ghi tóc ký á, ghi từng bước á, bước nào chúng ta gợi nhớ, xong tí mình làm mình quên, mình xem lại mình tức mình làm mình liền ha. Rồi thầy nói lại là để làm nhòe cái biên á, cái mờ của bóng con hổ á, chúng ta vô filter chọn blur, sau đó chọn Gaussian blur làm nhòe. Đó. Thì chúng ta thấy ở đây rõ nhất là thầy tăng cái thông số radius lên, thì càng tăng thì nó càng nhòe, chúng ta thấy biên nó nhòe bớt không? Nè, nhòe. Đó. Nhưng mà đừng có nhòe biên nó nhòe thôi, đừng có mất màu luôn, mà chỉ nhòe thôi, cái màu mờ thôi. Đó là thứ nhất. Đó. Ok, là nhòe thứ nhất. Rồi, sau đó thầy giảm tiếp cái thằng phần opacity để cho nó bớt đen lại. Đó. Đó, cái này sự khéo léo thôi, nói chung là mình làm cho nó một cái vật đen nhưng mà vẫn giữ hai cái tay đó là được. Đó thì đó là cách thực hiện như vậy. Rồi ok, xong. Như vậy thì xong được cái bóng con hổ luôn rồi. Rồi ok, sẽ mời tiến hành lớp mình ghép cho thầy bạn này.